Tổng thống Afghanistan đi thăm Sri Lanka, tin từ Colombo. Tổng thống Afghanistan, ông Hamid Karzai, đã gặp Tổng thống Sri Lanka, ông Mahinda Rajapaksa vào ngày hôm nay trong một chuyến thăm 3 ngày nhằm thúc đẩy mối quan hệ song phương. Đây là lần đầu tiên ông Karzai chính thức đến thăm Sri Lanka. Chuyến đi đã được dời lại từ tháng 2 do một cuộc tấn công vào quân đội Afghanistan ở Kunar vào đêm trước ngày ông Karzai khởi hành đến Colombo. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cơ hội việc làm cho các chuyên viên Sri Lanka hiện đang làm việc tại Afghanistan. Ông Karzai dẫn đầu một phái đoàn bao gồm Ngoại trưởng Zaha Osmani, Cố vấn An ninh Quốc gia Ranjit Panta và Cố vấn về các vấn đề quốc tế Yahya Marufi. Hai nhà lãnh đạo cũng đã chứng kiến việc ký kết các thỏa thuận về hợp tác trong các lĩnh vực, nguồn nhân lực, thể thao, giáo dục và y tế.